Dạ em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em Tùng về cái máy vặn vít của Milwaukee. Mã của nó là 2853. Thì nó cao nhất hãng hiện nay nha anh em. Và hàng này hàng Mỹ về, mới 100%. Nó là thuộc gen 3.5. Nó có 2 bi, 2 bi ở trong này. Đấy thì một cái combo này giá của nó là 4 triệu 6, bao gồm có một máy, một pin 5A, pin này lưu 100% và một sạc pin mới 100% nha anh em, pin này Mỹ về và một sạc điện 220 mới 100% luôn. Ok, cái này chưa khui ra luôn rồi. Tùng sẽ gửi đến anh em máy pin sạc giá 4 triệu 6 nha anh em. Rồi đây, cái này hàng Mỹ về, có chứng nhận UL và nó sản xuất tại Việt Nam. Đây, Mỹ về nó có hộp này ha. Rồi em Tùng test cho anh em xem, nó là 3.5, lỗ này nó 2 bi, 2 bi trong này, 1 bi này và 2 bi, 1 bi và 2 bi. Thì cái này họ có tha nhớt nó dính nha anh em, nó tha nhớt dính. Rồi mình sẽ test cho anh em xem. Đây nó là tốc độ từ 0 đến 3.600 vòng trên phút, và nó có cái điều chỉnh 1, 2, 3 và một cấp độ điều chỉnh tự động. Đây là tự động. Nó là ở không chỗ thang và nó mới nhất hiện nay. Đấy, một combo từ Mỹ về và giá 4 triệu 6 nha anh em. Sạc điện lên 220. Ok, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 100. Em Tùng. Lực của nó là 225 Newton. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em.